Sau khi thành công xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên vào năm 2022, năm nay tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu có thêm hai sản phẩm OCOP 5 sao nữa là chè búp tím UT của Thanh Ba và mì gạo Hùng Lô, loại đặc biệt của thành phố Việt Trì. Thời điểm này, cùng với sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương và ngành chức năng, các chủ thể đang khẩn trương hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí và hồ sơ để trình xét công nhận. Nhà xưởng mở rộng quy mô, đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống máy móc được đầu tư ngày càng hiện đại, chất lượng, sản lượng được nâng lên. Bao bì mẫu mã được cải tiến bắt mắt hơn, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Bám vào bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, ngay từ khi được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, Hợp tác xã Mì Gạo Hùng Lô đã có định hướng xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao. Đặc biệt trong năm 2022, sản phẩm của hợp tác xã đã tiếp cận được với thị trường nước ngoài, thành công xuất khẩu sang Nhật Bản và sắp tới là Nga. Các tiêu chí từ 4 sao lên 5 sao, tiêu chí về xuất khẩu này, cũng như là ISO 22000 này, và một số các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm thì hợp tác xã Mì Gạo Lô cũng hiện tại đã hoàn thành và đã đầy đủ. Thế ngoài ra thì cũng còn một số tiêu chí nữa về cái quy mô nhà xưởng, thứ hai là về cái giấy phép môi trường, thứ ba là về vấn đề nhà màng phơi mì, cũng rất là mong muốn các cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho hợp tác xã Mì Gạo Lô có cái quỹ đất mở rộng cái quy mô sản xuất. Cùng phấn đấu xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao trong năm nay là sản phẩm chè búp tím của công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển Trà UT, huyện Thanh Ba. Là sản phẩm đặc sản địa phương đã xuất khẩu sang thị trường một số quốc gia như Afghanistan, Pakistan và Đài Loan. Chè búp tím có nhiều lợi thế để nâng tầm xây dựng thương hiệu quốc gia. Với sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền địa phương, ngành chức năng, chủ thể sản phẩm đang nỗ lực quyết tâm hoàn thiện hồ sơ, xét công nhận thời gian tới. Chè búp tím Thanh Ba là cái loại cây chè đặc sản mà nguồn gốc từ vùng đất Thanh Ba, Phú Thọ, có từ thời xa xưa. Và chúng tôi rất là thành công và may mắn trong việc là khôi phục và phát triển thành công cái giống chè búp tím này. Tôi mong muốn rằng sản phẩm chúng tôi sẽ là sản phẩm tiêu biểu không những chỉ trong tỉnh Phú Thọ mà là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Thời điểm này thì cơ bản là các cái mẫu mã bao bì sản phẩm là chúng tôi đã hoàn thiện, cũng như là hoàn thiện về mặt chất lượng sản phẩm, và riêng còn một số cái chỉ tiêu để đảm bảo cho cái điểm đạt cái sản phẩm OCOP thì sẽ phải là tiếp tục yêu cầu công ty hoàn thiện về mặt hồ sơ về môi trường, hồ sơ về mặt chất lượng sản phẩm và các cái liên quan đến cái mà công tác hoàn chỉnh cái hồ sơ để đảm bảo cho cái tiêu chí 5 sao. Để được phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm phải đạt tổng điểm trung bình từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm đặc trưng, tiêu chuẩn chất lượng cao và hội tụ điều kiện để xuất khẩu. Điều kiện khó khăn, tiêu chuẩn khắt khe, nhưng cũng là cơ hội để nông sản của tỉnh vươn tầm, khẳng định chất lượng, vị thế trên thị trường. Với sự định hướng đúng đắn của ngành nông nghiệp và các địa phương, sự chủ động nỗ lực của các chủ thể, kỳ vọng Phú Thọ sẽ có thêm nhiều sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, sản phẩm OCOP 5 sao.